Dưa đó mới lắm hay đó ta một con nữa. Mày làm này rồi bạn. Làm này bạn rồi. Cái tên là đuổi luôn luôn đấy. Cao mố. Đón. À lại cái ở cái này đầu tiên có chú rờ rờ cái tên là nó bỏ mố thế này. Khả năng nó không được. Con nhiều quá đâu, đi 2, 4, 5. Mời ông hiểu một bác con. Con 5 con đi. Con nhiều bắt con đấy hay bác này. Hai chục ngày có bắt con nữa. Cái lòng vòng này một tí. Rồi rút cho nhanh. Đến dạng lắm mày. Anh để cho em con trắng nhỏ này nhá. Nhá dàn lún nhá. Dàn lún. Dàn lún con trắng nhỏ này. Con giúp đó là nên mà có bắt được chiều con cứ. Nhiều đứa ngay nữa mà con đó. Nhưng mà con trắng nhỏ này nó dạo dàn lún nhá. Để cả tay quay chương là thế mà. Lăn lún con lâu. Anh đảo vào tao dàn con nhỏ lên đấy. Con nhỏ lên đấy. Để cái quét trống con đấy đi. Mấy ngày nữa bắt đi chứ. Mình làm ai còn ngày là bắt. Cùng nhá. Thank you.
chẳng mua cái sợi dây đi. Một lần vất vả. Một trưởng nặng hơn rồi, nên nên gầu. 75 cân. Đi nhìn trường xanh xanh đi. Bà con lớn nó có đơn giản. Ừ, bà con lớn nó đơn giản thật chứ. Một đồng quay này. Ủa, cảm nó theo đấy. Tôi liệt lại cái nó bắt được cái này đảo sơ lớn cảm nó anh nó chuột. Bằng con bật trước. 6. Nó 6 trừ đi nhân 10 80 trong 4 triệu 8 vậy. 8 12. 5 triệu 520.000. 5 triệu 500 thôi nha, 20.000 thôi nha. Dùng con bật trước cơ. Bằng luôn à. 1 triệu này. Bật trừng 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu 500 rồi nha. 20.000 đi thôi nha, 25. Trả 1.000 nợ 19.000. Thằng nhìn nào mới chỉ nghe. Thưa phải. Điểm này bác. Điểm này đồng hàng. Có cái gò tên giá không? 1 triệu. 2. Cả đi bác. 3 triệu nữa. Ui, ông đi dụng đi này thôi. Ừ. 3 triệu với 2 triệu phải không? 5 triệu. 5 triệu rồi. 2 triệu. Chứ à? Xong nha. Bởi 20.000 vì 1 cân lấy xón nha. Rồi. Để con nhỏ nó vào nhá. Chú Thắng ơi, quay đi. Quay nhá. Để con nhỏ nhá. Really?
không cột bên đi. Thôi mày loài này bắn chỉ có mờ thấm bố múa mờ với bò tém này còn đây thấm nạc quả này thấm nạc quả kéo manh manh thì thấu ấy thấm nàng thấu cũng biết thằng miếng nó mới được con lừa đi không con đây nó mới chịu mất cả một cục thịt nhỏ luôn mà chị lên thì hồi chú thấm nha thế nha chị con lừa này không bục sẽ đau thương mốt ngã ơi lấy rau đó, con lấy rau đây ngủ chứ nữa không con dùng nửa nửa để thế ít ít không hả nửa cái ít không ăn món mần ngoài đấy chứ ăn mần đấy ăn thằng còn mấy chiều nên chọn cái gì có phải bỏ đi đây thử luôn dắt 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 hả nhìn nhẹ hay đúng kiểu nhẹ cái này 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 cái này